Đến cuối ngày hôm nay, thi thể nạn nhân bị sạt núi, vùi mất tích tại khu vực Hòn Chúa, Mũi Thuyền, huyện Tây Hòa, Phú Yên vẫn chưa được tìm thấy. Trước đó, lúc 11 giờ ngày 23 tháng 11, 4 thanh niên địa phương này đi bẫy rừng thì bị núi sạt lở. Sau nhiều giờ đào bới, đã tìm thấy 3 thi thể. Trong khi đó, tại huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nhiều người dân. Nghiêm trọng nhất ngày 22 tháng 11, khối lượng đất đá hơn 20.000 mét khối sạt lở đã làm hư hỏng nhiều tài sản của nhiều cơ quan nhà nước. Còn tại huyện Bắc và Nam Trà My, Quảng Nam vẫn đang xảy ra tình trạng cô lập vì sạt núi tắc đường. Tại huyện Bắc Trà My, số lượng đất đá do sụt trượt núi vùi lấp công trình giao thông lên đến 60.000 mét khối. Tại đèo An Khê, quốc lộ 19 đi qua thị xã An Khê, Gia Lai và huyện Tây Sơn, Bình Định cũng đang trong tình trạng sạt lở, sụt lún suốt 8 km với 21 điểm sạt lở, nhiều đoạn bị lở đến nửa phần đường, có nơi đất đá sụt lún tạo thành những vực sâu hàng trăm mét.